Kính thưa con mình ha, hôm nay em sẽ làm một cái video mà gọi là tóm tắt cái quá trình mà từ lúc mà mình lấy cây đọt, mà cái như cây đọt của ví dụ đi, cây đọt mà kia cây đọt mà nó hoàn thành xong rồi, mình lấy cái cây đọt đó để cho nó mở lá và vô lăng cho tới thời điểm hiện tại là xịt kích mầm hoa là nó đã ra hoa rồi đâu con, thì tổng chi phí là bao nhiêu? Hôm nay em sẽ nét lại để tư vấn, ủa là để cho bà con mình tham khảo, không để cho bà con mình tham khảo coi là bao nhiêu tiền và bao nhiêu chi phí ở đây, là bao nhiêu chi phí ở đây là tổng hết là em làm khoảng 36 cây, và trong đó có một số cây nhỏ mình xịt thuốc thì tính chung luôn, rồi gãi phân tính chung luôn, tại vì giai đoạn đó là mình lấy cơi thì sẵn phân rồi gãi bên kia luôn, cho nên là chi phí nó sẽ xem nhiêu đó, thì để cho bà con mình tham khảo thôi. Có nhiều bà con mình nó sẽ làm chi phí thấp hơn hoặc là nó sẽ cao hơn, thì nói chung là em sẽ cập nhật cho bà con mình. Thì nếu mà muốn biết chính xác hay không là từ cái lúc mà mình xuống lăng là mình làm cái nào, mình tính tiền cái đó thì khoảng bao nhiêu tiền, thì em sẽ cập nhật cho con mình xem để tham khảo cái giá mình làm bao nhiêu. Có nhiều bà con mình phân vân không biết từ lúc mà làm bông, từ lúc làm bông lấy cơi cho tới ra mắt cua là bao nhiêu tiền nó, và từ lúc ra mắt cua cho tới về sau là bao nhiêu tiền. Em sẽ từ từ em sẽ làm một cái clip riêng để cập nhật cho bà con mình cái giá như thế nào ha. Rồi bây giờ em sẽ mở máy tính lên cho bà con mình xem ha bà con. Rồi thì để em mở lên cho bà con mình coi ha. Nói chung là em sẽ lưu trên máy tính. Đó, đây là cái giá tiền. Nói chung là giá tiền này nó sẽ tùy theo khu vực, tùy theo cái cửa hàng mình buôn bán như thế nào và giá cả khác nhau. Nói chung là cái giá đưa lên là cho bà con mình cập nhật để coi nó có biến động thay đổi, có làm giống như em hay không ha bà con. Đó, thì từ cái lúc mà em làm cái cây đọt là ngày 5 tây tháng 10 2023 ha con, nó rất là chi tiết cụ thể, là lúc này là cái cây đọt trước của em là nó đã chỉnh chu và lấy cái cây đọt này nó mở lá ra đặng vô lăng. Nó thì bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 2023 là em sẽ bón hữu cơ. Đó, này là hữu cơ bỉ, em có làm riêng một clip về hữu cơ bỉ. Nó bà con mình có thể rảnh thì quay lại xem clip đó ha. Nó là từ tập số 1 rồi con. Đó, đây là tập số 1 ha. Nó là bón hữu cơ bỉ nè. Nó là bao 240 nghìn một bao, thì nhân cho 7 bao là ra 1.680.000 ha. Nó nói chung là tùy theo chỗ khác mình bón phân có thể rẻ hơn hoặc lên xuống, này bà con đừng thắc mắc nha bà con. Đó. Rồi ngày 9 tây tháng 10 là quay ngang là phun thuốc quản lý sâu rây, thì 400 lít nước và phun bao gồm dưỡng này kia, rồi em cũng có làm clip chia sẻ với bà con mình luôn rồi. Đó, thì là 420.000, đó là ngày 9 nha bà con. Rồi mình quay lại là cái ngày 16 tháng 10. Nó quay lại tưới mít đậm cá là từ cái lúc mà gãi hữu cơ xong rồi tầm khoảng 10 ngày sau, 11 ngày sau là tưới mít đậm cá để kích rễ nào con. Nó thì humic đậm cá đây là canh gót queo, em có đã giới thiệu cho con mình xem rồi, con mình không nhớ con mình trở lại mấy clip em tưới đậm cá của con mình xem ha. Đó, thì bà con mình có gì đăng ký kênh em là em sẽ cập nhật clip ra cho bà con mình xuyên suốt để con bà con mình xem và tham khảo heo con. Nó thì tưới đậm cá với humic, thì đậm cá thì canh 700.000, như bao humic 620 thì nó ra 1.320.000 heo con. Nó rồi bắt đầu cái ngày 21 nó tháng 10 là cử thuốc ngày số 9 đến ngày 21 là cách nhau khoảng 10 ngày. Nó 19 12 ngày là mới xịt nào con. Nó phun thuốc sâu rầy kèm kéo đọt 30 10, nó là 597.000. Nó không biết em kéo gì đâu mà 579.000 quá trời luôn, là cho 400 lít nước nha con. 400 hay 500 gì em cũng quên ha. Nói chung là bây giờ ngày em 42 cây em xịt tầm khoảng 4 tới 500 lít nước các bà con. Đó, và bắt đầu ngày 24 là bón phân hóa học 20 20 15 và DB. Nó 20 15 và DB tùy theo chỗ bán, tùy theo khu vực và giá cả này kia rồi nó sẽ chênh lệch khác nhau, và con mình đừng so sánh cửa hàng này cửa hàng kia nó bán phân mắc hơn này kia đồ. Nói chung là ai cũng làm kiếm miếng cơm để trang trải cuộc sống mà con, và con đừng có phân bị đó, quan trọng là có cái nguồn phân để mình cung cấp mình làm cho sầu riêng có hay không là mới là một vấn đề, và phân nó có nguồn gốc là giả tạo hay là này kia hay không thì cái đó mới gọi là quan trọng cho con. Nếu mà phân đạt yêu cầu này kia đồ thì bao 20 20 15 này em nó xài hàng của Vĩnh Thạnh là 520 rồi con, cộng với bao DB là hàng này phối lại, thì có làm tập số 5 số 6 gì đó cũng quên rồi, thì 1.110.000 nó để là 1.110.000 không con. Đó là cái ngày 1 tây tháng 10 là cái ngày đầu tháng, là sau khi gần tới một tháng rồi bắt đầu phun kéo đọt tiếp. Nó lại là kéo đọt ha, em kéo đọt hình như là hai cử hay gì nè. Đó, đây một cử, cái đang cử là hai cử kéo đọt, thì kéo đọt chiếc này 29 10 là em chơi nửa ký cho 200 lít nước ha. Nó cử này em xịt tới 710.000, nó sâu rầy đồ kèm một phi hai ba gói gì tùm lum chân ha. Nói chung có làm nhiều clip chia sẻ con mình rồi. Nó sau khi xịt xong quay lại xịt tẩy rửa công nghiêu nè. Nó tẩy công nghiêu cái ngày 4 tháng 11 tẩy rửa công nghiêu xong rồi quay lại là lên tạo mầm cái ngày 10 ha.
nó tẩy rửa con gieo cho sạch này kia đồ. Cái ngày 10 là gãy lăng nào con, nó ngày 10 tây tháng 11 gãy lăng. Nói chung miếng vườn em là làm đâu đó tầm khoảng từ lúc mà gãy lăng cho đến lúc ra hoa là nội trong vòng 1 tháng luôn không con, là em quyển chuyển sao mà cái dàn lá em. Nói chung là tùy theo vườn, tùy theo cái cách mình làm chứ không phải mà áp dụng theo cái bài em là làm nó sẽ thành công, nội trong vòng tháng nó sẽ ra hoa là không có nha con. Tùy theo vườn, tùy theo thời tiết, tùy theo nói chung là thời tiết quyết định hết tất cả con. Thì em gãy lăng thì em chọn lăng long hành theo con, long hành thì gãy tầm khoảng 4 bao, nó 900.000, nó tùy theo giá bán, nói chung cập nhật giá phỏng phỏng thôi nha mà con, chứ không có được mà chính xác nha. Đó, rồi quay lại cái ngày 14 tháng 11 là xịt sâu rầy và cộng thêm hút bệnh, có làm một clip luôn rồi chia sẻ cho con mình rồi. Nó thì tầm khoảng 590.000 cho 400 lít nước nha mà con. Nói chung em xịt thuốc rất là mắc tiền, nhưng mà đòi hỏi là cái dàn lá thì nó ok này kia rồi, cho nên bà con mình đừng có nói tại sao dàn lá này đẹp quá tới chừng mà show ra cái giá tiền mà để mình xịt thuốc một cử là bao nhiêu, thì bà con mình quá trời nói là giá tiền mắc này kia đâu, nhưng mà sự đánh đổi lại cho mình là một cái cơ đọt hoàn toàn chỉnh chu. Nó xong rồi là cái ngày 14 tây tháng 11 là cách nhau tầm khoảng 4 ngày là em gãy 925 17 không con. Nó 925 17 này là một bao này 560 ngàn, tùy theo khu vực bán, tùy theo chỗ bán, có chỗ bán rẻ hơn 200 mấy cũng có mà phân giả nha con. Phân giả thì đòi hỏi gãy chất lượng tốt hay không mà không biết ha. 955 17 này em cũng đã giới thiệu cho con mình trên một clip là để gãi cho nó dẫn chuyển hóa ra mầm hoa, giúp dàn cây mình nó càng xanh càng đậm thêm và nó khống chế cái đọt mình lại, tại vì nó có 17 thằng kali nào con, thằng này chín đạm nó giúp nó mở lá này kia rồi. Nói chung là phân này gãi để cho nó chuyển hóa mầm hoa, hay vì mình dằn kali nhưng mà dằn kali về sau kéo đọt nó khó, còn mình gãi 955 17 này nói chung là nó vừa khống chế lại cái bộ rễ của mình nó đặng cho nó đứng lại cái đọt ha. Đó, rồi xong rồi quay lại ngày 18 là bắt đầu em lên thuốc nào con. Ngày 18 tây tháng 11 năm 2023 là bắt đầu em lên cái cử thuốc đầu tiên là lên thuốc tạo mầm. Đây là khu vực của miền Tây em nha, áp dụng miếng vườn của em nha bà con, áp dụng cây 45 tháng, nhắc lại là cây 45 tháng nha bà con. Tùy theo dàn cây, tùy theo thời điểm, tùy theo mình lên thuốc. Đây là cái sườn để cho bà con mình tham khảo thôi, và cái giá tiền để bà con mình tham khảo thôi. Thì cái cử thuốc đầu tiên em lên là tới 600 lít nước nha bà con. Nó là một hũ lăng 86, một hũ 10 60 10 và một gói MKB. Đó, MKB Nutrivan là cho 200 lít nước ha. Lần 86 thì cho nửa ký, 10 60 10 thì cho nửa ký, MKB cho nửa ký là cho 200 lít nước. Nó và mình phun là cử này em phun là 935.000, là phun cái này là hình như là 600 lít nước rồi con. Rồi cái cử tạo mầm số 2, cách cử tạo mầm số 1 là tầm khoảng 7 ngày nha bà con. Đó. 18 ngày 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 là ngày 25 là 7 ngày sau nè, là em lên tiếp cử tạo mầm số 2. Là có làm cái clip cử tạo mầm số 2 cho con mình xem không cả luôn ha. Thì tầm khoảng 800 ngàn là cho 600 lít nước nha con. Là hai cái cử tạo mầm này, số 1 và số 2 là em kiểu như là em xịt ướt trong, ướt ngoài, là lúc này chưa đầy mủ nha con. Đó, rồi là cử tạo mầm số 2 này là em lên là lăng 80 là lăng chai lát, em giới thiệu bà con mình rồi, lăng chai lát. Tại cử tạo mầm số 1 em quất lăng 86, có một số cây lá chịu không nổi, nó bị vàng lá, nó bị đổ lá ha. Đó, cho nên em đổi lại lăng 80 cho nó hạ xuống xíu, nhưng mà em đi theo nó là hàng hũ 0 60 20 và em mở x3, nó là để khống chế dạng đọt mình lại đặng cho nó mau mở lá. Cái đọt nào mà nó đã mở xong hết rồi là nó sẽ nín luôn, tại có em mở x3 chổng rồi còn, mở x3 chổng là nó khống chế trang như kích phát tố 0 40 10. Nó thì cái cử hút này là cử hút số 2 là xịt cũng 800 ngàn nha bà con. Đó, rồi xong xịt xong cử này rồi quay lại ngày 26 là đậy mũ nha bà con. Đó, xịt xong cái ngày 25 mình xịt, ngày 26 quay lại đậy mũ nè. Nếu mà thời điểm này em cắt chèo được sớm mà giờ nó sẽ ra đồng loạt ok hơn. Còn năm nay em thí nghiệm hơi thất bại cái vụ mà cắt chèo hơi trễ nha bà con. Nhưng mà nếu mà lấy cái cổ sau là nó rất là đều, còn lấy cổ trước thì nó ra hơi dài. Nói chung là mùa hận hay mùa nghịch gì bà con mình đừng có gọi là kiểu như ta đây làm sầu riêng ra một cổ một đồng loạt, một cổ một miếng vườn mình 50 cây mà ông nào mà nói ra một cổ một đồng loạt một ngày một mà không tiễn bông là em nói thiệt là không có ông nào làm gì đâu, giáo sư tiến sĩ giờ làm cũng không được vậy đâu bà con. Nó sẽ hai cổ bông cho mình rồi từ từ mình tiễn chọn bông lại. Tại vì á, sau khi mình lên cử tơ mầm số 1 á là nó một số cây nó sẽ có hình thành cái mắt ngủ sẵn nha bà con, hình thành cái mắt ngủ ở dưới da cành sẵn rồi, yêu cầu mình cắt nước cái là cái mầm đó nó sẽ ra trước, thì thành ra người ta gọi là hai ba cổ bông là như vậy. Còn mà để lấy cổ bông điệu không là mình đậy mũ xong rồi nó mình quay là mình xịt bắt lo đó. Quay lại xịt bắt lo lên rồi mình cắt chèo là mình lấy cái cổ của cắt chèo á là chắc cú là nó sẽ đều hơn cái cổ mà cổ bông trước. Thì nói chung là tùy theo dàn cây bà con mình, chứ bà con mình đừng nói mà ỷ đang coi video mà nói kiểu như là ỷ ta đây
nói là thằng này làm 2-3 củ bông, thằng kia làm 3-4 củ bông, bộ hận mà làm vậy dở thì kia rồi đồng ý cho bà con mình cứ việc nói. Nói chung là miếng vườn của em thì tự em tận hưởng, nó đúng sai gì thì tự em chịu trách nhiệm. Còn mà một khi mà em hướng dẫn chia sẻ cho bà con mình á, bà con mình muốn làm theo, bà con mình muốn kỹ thì cứ việc liên hệ em sẵn sàng em hỗ trợ cho bà con mình hết một vụ để cho bà con mình có cái năng suất tối đa và làm tới đâu bài bản kỹ lưỡng tới nấy ha. Đó thì sau khi em đậy mũ xong rồi tầm khoảng ngày 29 là 26, 27, 28, 29 là tầm khoảng 4 ngày sau là cái cử mà hút số 2 với sự cử xịt bắt lo làm khoảng 4 ngày sau là em lên bắt lo nha bà con. Đó, lên bắt lo thì em chọn là bắt lo của hợp chí 25%. Đó, 25% nồng độ nó là liều lượng là bắt lo Conazol đó bà con, là 25% và kèm với Tobazium cũng là bắt lo Conazol luôn mà nó dạng bột. Nó thì em kèm cái liều lượng này là nửa lít này với 700g bột là cho 200 lít nước nha con. Nó là phun với giả cành, không có phun chùm ngoài lá nha. Cái bài mình dìu đọt là không có cho phun chùm ngoài lá đối với mùa thận nha con, còn mùa nghịch làm sẽ khác, mùa nghịch là phải chùm bắc lo ngoài lá luôn nha. Nó thì nó 350.000. Nó rồi cái cử tiếp theo là cử tạo mầm số 3. Nó cử tạo mầm số 3 sau khi phun bắc lo xong rồi quay lại cắt chèo nha con. Quay lại tầm khoảng 40 sau cắt chèo. Nó cắt chèo xong rồi bởi vì cái từ ngày 25 tới ngày 3 tây này nè là nó sẽ ra tầm khoảng 8 ngày. Nó thì em phun bắc lo xong rồi em cắt chèo xong rồi quay lại ngày hôm sau là em xịt tạo mầm luôn, tạo mầm lần 3. Thì tạo mầm lần 3 đơn giản chỉ có hai loại thôi, đó là lân 80 và ra hoa đồng loạt nha bà con. Lân 80 và ra hoa đồng loạt thì nó tầm khoảng 330.000. Đó rồi tiếp theo đây em mới xịt ở đây đó là ngày 10 tháng 12 2023 là xịt kích thích cho hoa rồi siêu kích bông rồi thêm kích phát tố và thêm bám dính. Đó, tổng cộng là xịt 200 lít nước thì 320.000. Nó thì tổng cộng chi phí từ lúc mà mình bón hàng hữu cơ ngày năm tây lấy cây đọt ra mở lá xuống lân thì tầm khoảng 12.873.000, nó là chưa tính chi phí phát sinh ăn nhậu rồi nữa nghe bà con. Đầy mũ ăn nhậu cúng kiến rồi nữa, đó là chi phí này là tổng hết luôn là cho từ ngày năm tới ngày 5 tháng 12 là 2 tháng, là tầm khoảng 65 ngày nó 65 ngày 2 tháng 5 ngày đâu con, là tổng chi phí 12 triệu 873.000 là chi phí tổng hết luôn là cho mấy cây kia luôn. Còn mấy cây đầy mũ thì mình tính từ cái lúc mà ra gãi lăng, từ lúc mà gãi lăng mà xuống đây thì từ lúc mà gãi lăng tạo mầm á là xuống đây hình như em tính tổng chi phí 36 cây em luôn là đầy mũ là ra bông luôn là tầm khoảng là 7 triệu mấy nha con. Nếu không đầy mũ thì tầm khoảng lên hút này kia gãi lăng này kia luôn 5 triệu mấy cho 36 cây. Đó là 5 triệu mấy cho 36 cây thì để mình chia ra thử coi là bao nhiêu tiền một cây rồi ha con. Đó nói chung là tới đâu em sẽ chi tiết cho con mình tới nấy để hướng dẫn và chia sẻ cho bà con mình tham khảo luôn ha. Đó thì mình tính nè, hồi sáng mình tính thử là từ lúc mà gãi lăng tạo mầm nè, đó là 900 ngàn cho tới đây hình như là 7 triệu 2 cho 7 triệu 200 ngàn đó, mà chia cho 36 cây, 36 cây đó là một cây bây giờ hiện tại là ra hoa rồi là 200 ngàn một cây rồi nha bà con. Đó là tính luôn đậy mũ nha bà con, nếu mà không đậy mũ tầm khoảng 150 ngàn một cây rồi đó, là nội trong vòng một tháng cái sầu riêng em là đã ra bông từ lúc gãi lăng là ngày 10 tây tháng 1 nay 10 tây tháng 2, đúng một tháng luôn nó là nó đang ra hoa và hiện tại một số bông nó cũng đang dài mà nó chưa chuyển sang cái bông mà bông bự ha. Đó thì tầm khoảng cuối tuần tới này thì em sẽ dở mũ và em sẽ vô phân, thì tới đó em sẽ cập nhật thêm một cái bài toán khác nó làm bên một cái quạt khác nữa ha. Nói chung là cho bà con mình tham khảo hôm nay thì hiện tại là từ lúc mà gãi phân cho tới ra hoa là tầm khoảng 200 ngàn cho một cây nha bà con. Nó chi phí xịt thuốc này kia rồi luôn, rễ lăng tạo mầm xịt thuốc rồi bài bản đúng đúng bài bản đầy mũ luôn là 200 ngàn cây. Nó là cái bài mô phỏng cho bà con mình. Rồi bà con mình ví dụ như bà con mình thấy bài nào rẻ hơn thì bà con mình cứ việc làm, bài em làm là tới đâu là bài bản tới nấy này kia đâu. Thì có gì bà con mình thấy hay thì cứ việc gọi là đăng ký kênh để em sẽ sản xuất ra nhiều video để chia sẻ mang tới những kinh nghiệm cho bà con mình ha. Nó thì nói chung thì em làm này là để chia sẻ cho con mình để cho bà con mình chuẩn bị một số vốn ha. Ví dụ như năm tới mình làm bông thì tới giai đoạn đó mình cần nhiêu tiền vậy đó, thì em sẽ cố gắng làm chi tiết nhất có thể. Nói chung là em không phải là kỹ sư rồi con. Em chỉ là một người nông dân bình thường thôi, học hết lớp 9 nghỉ rồi. Nó thì tự tìm hiểu, tìm tòi học hỏi này kia đồ đó rồi mang tới những kinh nghiệm, nói chung là cố gắng cập nhật cho bà con mình loại này loại kia đồ để cái mùa tới mình có thể mình lấy cái sườn đó mà mình làm thì nó sẽ ok, nhưng mà quan trọng thời tiết nó như thế nào. Em làm cái tháng này là cái đầu tháng 10, nhiều khi bà con mình nói mùa hận nhưng mà thật sự nó là hận hơi sớm cho con. Hổng gài là miếng vừa em làm là dính ba cây mưa,
Nói chung 3 cây mưa là cũng tương đối, nếu dụ ví dụ mà mình không đầy mũ á là tỷ lệ nó ra hoa rất là lọt sọt. Tại em có thử một cây không đầy mũ là hiện tại là nó không có ra. Thì hôm nay là em chỉ làm một cái video về lý thuyết để bao nhiêu tiền gì đó để chia sẻ với con mình gì đó, là gọi là tổng hợp, video tổng hợp từ lúc mà lấy cây mở lá vô lăng cho tới thời điểm ra bông là bao nhiêu tiền nó, để cho bà con mình cập nhật theo dõi. Rồi cũng rất mong bà con mình đăng ký kênh để giúp em có động lực em ra nhiều video để mang tới những kinh nghiệm gọi là thực tế từ nhà vườn cho bà con mình, vừa thực tế từ nhà vườn mà vừa thực tế từ cái túi tiền mình đó. Đó rồi, thì nói chung thì em cũng xin cảm ơn bà con mình đã lắng nghe và xem video tới thời điểm này. Rồi em cũng xin kết thúc video, bữa có gì hay em sẽ cập nhật cho bà con mình xem tiếp ha. Rồi giờ em xin kính chào bà con, hẹn gặp lại bà con ở một video khác ha.